Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà đẹp, một cặp nhà đẹp tại trục đường Tô Hồng Vân, ngay cầu Bến Phân của quận 12 nha. Căn nhà mình, cặp nhà mình đã bán căn bên phải màn hình rồi, chỉ cần căn bên tay trái thôi. Với diện tích ngang 4m2, sâu vào 18m, thiết kế một trệt, một lửng và hai lầu. Một căn nhà siêu phẩm tại trục đường Tô Hồng Vân, ngay cầu Bến Phân, sát bên với quận Gò Vấp, chỉ cách quận Gò Vấp có 300m thôi. Căn nhà nằm sát với trục đường Thống Nhất, cách đường Thống Nhất có 300m thôi nha. Ngang 4m2, sâu vào 18m. Giá bán cực kỳ rẻ, bây giờ chốt giá có 5.700.000.000 thôi. Chốt giá đầu tư luôn. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà giá đầu tư này, hãy alo ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Căn này đất không cũng đã 4 tỷ rồi. Một căn nhà đường hẻm thông, hẻm xe hơi trong khu nhà phân lô xây đồng bộ. Đường trước nhà thì rộng 8m, đường thông, hai xe hơi tránh nhau thoải mái nha. Kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, con đường có vỉa hè và có đèn đường, điện âm. Khu nhà rất đẹp, rất là thông thoáng luôn nha anh chị. Đường rất rộng, đường thông tới 8m. Con đường cực kỳ rộng, khu nhà ở hiện hữu hết rồi. Và căn nhà mình bây giờ chỉ có giá bán là 5.700.000.000. Giá này chúng ta là giá chốt nha, không thương lượng nữa. Đấy, một căn nhà rất đẹp, giá đầu tư. Anh chị nào quan tâm hãy alo ngay trực tiếp về Tem Hưng. Chúng ta sẽ được làm ban công vuông và được sơn đá ở hai cái cột phía trên, thì sẽ được đắp chỉ và phù điêu. Đáy ban công thì sẽ được ốp nhựa nha. Hai lớp cổng, một bộ cửa cổng sắt CNC, sắt nguyên khối, và bên trong có cửa cuốn nha. Căn nhà rất đẹp, hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đã bán căn phía bên tay phải rồi, còn căn bên tay trái thôi nha. Một lớp cổng sắt CNC nguyên khối, bộ cổng cực kỳ dày, cực kỳ nặng. Bộ này cũng phải tới 3-4 người khiêng mới lắp được. Và có cửa cuốn của Đức nha anh chị. Nhà có tới hai lớp cửa, một lớp cổng sắt bên ngoài, một lớp cửa cuốn bên trong. Ngang 4m2, sâu vào 18m, khoảng sân 2m. Anh chị đậu thoải mái xe máy ngoài này. Diện tích xây dựng xây hết nhưng mà chủ giật xuống để làm sân, chúng ta đậu xe máy cho thoáng nha. Bên tường bên tay phải chúng ta có tủ giày dép, nón bảo hiểm này. Căn nhà rất đẹp, thiết kế trệt lửng hai lầu, có 4 phòng ngủ, 4 vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng phía trước. Một căn nhà siêu đẹp, siêu phẩm tại quận 12 và đang được chủ nhà giao bán chốt giá cứng, chỉ có 5.7 cho anh chị nào đầu tư muốn quan tâm sở hữu. Chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Được ốp sàn gạch 80, gạch bóng kính giả đá, vô cùng đẹp luôn. Tặng lại bộ sofa da trị giá 30.000.000 đồng. Căn nhà ngang rất là rộng nha anh chị, và cực kỳ đẹp, cực kỳ là sang luôn. Trên có trần thạch cao, đèn chùm và được sơn dát vàng, rất đẳng cấp nha anh chị. Một căn nhà nằm ngay trục đường Tô Hồng Vân, ngay sát với quận Gò Vấp, chỉ cách quận Gò Vấp có 300m thôi là chúng ta đến với trục đường Thống Nhất thuộc phường 15 Gò Vấp nha. Với giá bán bây giờ chỉ còn giao là 5.700.000.000 đồng, giá chốt luôn nha anh chị, chốt cứng cho anh chị nào có nhu cầu mua ở, mua nhanh, mua cho thuê hoặc chúng ta mua đầu tư cũng được. Giá vô cùng rẻ nha, đất không đã 4 tỷ rồi, xây dựng lên tỷ 7 tỷ 8 nữa thì lỗ vốn luôn. Khoảng gara đậu ô tô thì chúng ta đậu thoải mái, xe hơi 7 chỗ hoặc là xe bán tải thoải mái luôn. Rất là dài, tính từ khu vực cửa cổng vào đến khu vực cầu thang dài tới 10m. Trên thì được làm trần thạch cao, đèn chùm và sơn dát vàng, vô cùng đẳng cấp nha anh chị. Căn nhà giá bán có 57 thương lượng, 57 chốt cứng, cái giá vô cùng rẻ luôn. Anh chị nào quan tâm hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Đối diện chúng ta sẽ được làm một bộ tủ rượu cực kỳ lớn, gỗ sồi Nga này. Trụ và tay vịn là dùng gỗ gò đỏ nha. Kính cường lực dày 10 ly và ốp đá hoa cương sa mạc, có làm gỗ phía ngoài. Phòng bếp thì chúng ta được tặng lại bộ bàn ăn gỗ cam xe nguyên khối. Tường thì được ốp nhựa PVC, trên cũng được làm đèn chùm, trần sơn dát vàng, vô cùng đẹp, đẳng cấp luôn. Bộ tủ bếp gỗ sồi Nga cực kỳ đẹp nha anh chị, có ngăn để tủ lạnh phía bên ngoài. Căn nhà ngang tới 4m2, sâu vào 18m. Một căn nhà siêu đẹp, siêu hành tráng. Và đã bán một căn rồi, căn phía ngoài đã bán 5 tỷ 8 từ năm ngoái rồi. Nay chủ ngộp cần bán gấp, bán xả lỗ, chỉ có 5.7 tỷ. Giá chốt không thương lượng. Đấy, anh chị nào quan tâm hãy alo ngay về Tem Hưng để được đi xem vào sở hữu căn nhà này nha. Và phía sau này chúng ta có khoảng tiểu cảnh giếng trời, thác nước, hòn non bộ này. Giếng trời thì làm hở kéo bằng tay, có cái quay bằng tay để làm hở ra.
Nhà thì hoàn công sổ sách đầy đủ hết rồi, có nhà vệ sinh ở phía sau này, bồn cầu khối, gương led, vòi sen thuyền, toàn bộ đồ inox rất đẹp. Căn nhà siêu phẩm tại quận 12 nha anh chị, rất đẹp, rất hoành tráng, rất là sang trọng, giá tiền chỉ có 5 tỷ 700 triệu, phải nói là vô cùng rẻ luôn. Nhà thì có thể vay ngân hàng được 4 tỷ, chúng ta chỉ cần 1 tỷ 7 tiền mặt là sở hữu ngay căn nhà này rồi. Căn nhà siêu đẹp, siêu hoành tráng nha anh chị, nằm ngay trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, sát bên với quận Gò Vấp, ngay cầu Bến Phân nha quý vị. Anh chị nào quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp này, hãy gọi ngay về tên em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Một căn nhà bán lỗ, bán xả, bán tháo, cần bán gấp, thu hồi vốn. Đường trước nhà là con đường rộng 8 mét thông, đường kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề. Cùng em di chuyển lên không gian tầng lửng nha quý vị. Một vị trí rất đẹp, sát với quận Gò Vấp, cách có 300 mét là chúng ta đến với trục đường Thống Nhất thôi. Di chuyển lên tầng lửng sẽ là không gian phòng khách. Ở trên này thì được ốp sàn gạch giá gỗ và được làm cửa kính cách âm. Chúng ta có trần thạch cao và cũng được sơn dát vàng, có đèn chùm, có cửa sổ ra phía sau vô cùng thoáng luôn. Có cửa kính để làm phòng máy lạnh nha. Nhà mình thì không sử dụng máy lạnh cũng được. Nhà rất thoáng, rất mát nha quý vị. Cửa sổ phía sau gió lồng lộng luôn nha. Có rèm cửa đầy đủ và tường thì ốp nhựa PVC, dán giấy dán tường. Căn nhà xây dựng rất chắc chắn, rất kiên cố và đẳng cấp luôn. Giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 7 chốt thôi. Nên anh chị nào quan tâm đến căn nhà đẹp này, hãy gọi ngay về tem Hưng nha. Một cái giá vô cùng rẻ rồi, chúng ta mua đầu tư cũng được. Vị trí đường thông, thuận tiện kinh doanh buôn bán làm văn phòng công ty, hoặc chúng ta mua làm tiệm tóc, tiệm nail cũng được. Căn nhà rất đẹp, rất hoành tráng, rất là sang trọng. Thiết kế tân cổ điển cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn, bề thế nha. Toàn bộ tay vịn gỗ gò đỏ. Cầu thang ốp đá hoa cương đúc rộng 90. Rất đẹp, rất hoành tráng luôn. Phía trên đây là không gian phòng ngủ, có tặng lại giường, tủ quần áo, kệ tivi, toàn bộ gỗ an cương. Và sàn thì được ốp gạch giá gỗ nha chị. Phòng thì cực kỳ rộng, có toilet riêng từng phòng. Toilet thì có bồn cầu khối, vòi sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Căn nhà rất đẹp, rất hoành tráng luôn, dài tới 18 mét. Giá bán bây giờ chỉ có 5 tỷ 7 chốt cứng thôi. Giá vô cùng rẻ nha quý vị. Cửa nhôm Simfa và ban công phía ngoài đúc tầm 1 mét rưỡi. Chúng ta được sơn giá đá 2 cây cột và lan can sử dụng là sắt bạc cắt CNC. Căn này thì phải nói là vô cùng đẳng cấp, VIP nhất quận 12 luôn. Hai căn đã bán một căn rồi, chỉ còn duy nhất một căn thôi nha. Khu nhà rất là đẳng cấp, rất là đáng sống luôn. Giá thì hợp lý rồi, nên anh chị nào quan tâm, cảm thấy ok thì hãy gọi ngay về tem Hưng. Giá chốt có 5-7 thôi, và nói giá vô cùng rẻ rồi nha. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất là sang. Giá rẻ hợp lý với túi tiền rồi. Căn nhà vô cùng đẳng cấp, vô cùng xịn sò, VIP về VIP luôn. Hướng Tây Bắc nha anh chị, một cái hướng đứng đầu cung Đông Tứ Trạch. Phòng đằng sau này chúng ta cũng có cửa sổ ra đằng sau rất là thoáng luôn. Nhà mình không cần dùng máy lạnh cũng được nha. Rất thoáng mát. Và được làm được ốp sàn gạch giá gỗ. Có cửa sau rất là mát này, gió cuộn cuộn luôn nha. Đấy, gió bay cả cái rèm cửa luôn. Giường 2 mét, tủ quần áo, kệ tivi, quạt trần. Đấy, căn nhà rất đẹp, toilet riêng. Tính cả lửng là có 4 phòng, không lửng là 3 nha anh chị. Căn nhà vô cùng đẹp, vô cùng đẳng cấp, sang trọng. Giá chỉ có 5-7 chốt cứng thôi. Anh chị nào muốn mua hãy alo ngay về tem Hưng. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông nha. Và di chuyển lên trên đây, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau nha. Trên này là khu vực sân thượng trước này, ốp gạch sạch sẽ luôn, có để được ống máy giặt, máy xả ở đây. Và có cầu thang sắt di chuyển lên phía trên, đúc hết bên trên luôn nha. Có cầu thang sắt di chuyển lên sân thượng trên nha. Phía trong đây là không gian phòng thờ. Phòng thờ thì rất rộng rãi, ốp gạch sạch sẽ hết rồi. Và phía sau sẽ là khu vực sân thượng phòng số 3.
Phòng số 3 này thì cũng được làm sẵn nội thất đầy đủ, rất đẹp, có cửa sổ sau, cực kỳ đẹp, cực kỳ lung linh luôn. Đấy, căn nhà rất là đẳng cấp, giá rẻ hợp lý rồi. Quý vị nào muốn mua hãy alo ngay về Tem Hưng nha. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.